giải năm nay ghi nhận kỷ lục về số lượng đội chinh phục thử thách Mai Hoa Thung, nội dung khó nhất của môn thể thao biểu diễn lân sư rồng, khi có đến 40 đoàn từ 15 tỉnh thành khắp cả nước đăng ký tham dự. Càng kịch tính hơn khi các đội có thành tích tốt nhất ở những năm trước đều tập trung thi đấu vào tối nay như Tinh Anh Đường, Kiến Nghĩa, Hào Dũng Đường. Lần này đến với cúp chợ lớn 2024 thì sàn đấu lần đầu tiên tại Việt Nam là được nâng lên 1 mét, là sẽ cao hơn mấy sàn đấu bình thường, là đối với đêm nó cũng vừa khó khăn nhưng mà nó cũng là một điều mới mẻ. Nhảy dàn chành Mai Hoa Thung này lên nhảy nó cũng cảm giác nó phiêu lắm, nó bập bênh. Lần đầu tiên sàn đấu được nâng thêm 1 mét, tạo ấn tượng với nhiều màn trình diễn hoành tráng cùng chủ đề độc đáo. Hai ngày diễn ra nội dung lân lên Mai Hoa Thung đã thu hút đông đảo khán giả đến xem trực tiếp với mọi lứa tuổi. Thêm nữa, với sự đồng hành của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh qua các góc máy quay đặc biệt, khán giả truyền hình cả nước có cơ hội hiểu hơn về cái hay, cái đẹp của môn thể thao nghệ thuật truyền thống đầy hấp dẫn này. Cảm giác mình xem được nhiều cái dạng như cái động tác khó, múa đẹp hơn rất là nhiều, đầu tư hơn rất là nhiều luôn. Nhiều người thật ra là cũng chưa biết đến cái múa lân, nên mà khi mà trực chiếu thì mọi người sẽ biết nhiều hơn và sẽ đến để xem lân nhiều hơn. Nhờ HTV thì những cái thông tin này nó lan tỏa đi với mọi người ở các nơi nó nhanh hơn, quảng bá thêm về những cái thể thao, môn thể thao mà ngày xưa bây giờ nó đưa ra để thi đấu ở các tỉnh thành và cả bước ra cả các nước ngoài. Có thể cảm nhận tiếng trống lần rộn rã của cúp chợ lớn HTV đã đưa mùa xuân đến thật gần với mọi người, mọi nhà đầy hạnh phúc.